trong buổi sáng hôm nay để nói rằng tình thương của Chúa nơi bao phủ chúng ta trên căn lòng này và nguyện xin cho ngọn lửa của Đức Giêsu Kitô luôn đồng hành với dân làng của chúng ta và với Đức Kitô chúng ta lan tỏa tình thương của Chúa cho mọi người. Một tràng pháo tay cho chúng ta hãy dành cho các em thiếu nhi. Thôi, chúng ta bắt đầu vào ngoài nhé. Chúng ta sẽ nhường vào bên trong để chúng ta tránh dẫm chân vào các em thiếu nhi này. Bây giờ bên này chúng ta dừng bên trong cho các em thiếu nhi đi. Các em thiếu nhi vào bên trong này. Chúng ta hãy nhường cho số trước cho các em thiếu nhi để chúng ta lúc chúng ta di chuyển thì không bị dẫm vào chân các em thiếu nhi. Xin mời các em thiếu nhi chúng ta di chuyển vào bên trong đi ạ. Di chuyển vào bên trong. Vâng, và sau đây xin ban âm thanh cho bài Nổi Lửa lên ạ. Tay của anh chị em đâu rồi ạ? Thank you.